Rồi sao hôm nay đi gặp ba vui không? Không gặp. Không gặp hả? Ừ. Kiếm nhầm vòng không gặp, đi lại hỏi thăm họ sớm cái nói ông đi đâu mất tiêu rồi. Cả hai ba lần luôn á, hỏi ổng đi đâu tiêu, cái ổng đi tự nói đi nhậu không à. Hầu như là như thấy không cho thấy mặt, nhìn sợ bị vậy. Gì hả? Ừ. Nhưng cũng như là tránh né ha. Hay tin cha về xuống kiếm không thấy ha. Đáng lẽ nếu mà cha mẹ thương chim sâu thì đáng lẽ tự đi kiếm chứ không phải giờ con đi kiếm cha đâu. Cha thì không đi kiếm. Chỉ là ngày không đi chim sâu đi mấy ngày kiếm cha nha. 2-3 ngày luôn. Kiếm mà không gặp. Chim sâu rất là đau lòng. Cha vô tâm hả? Nó buồn lắm. Sao chị nhớ là hai ngầu hồi Tết đó, về đó cho 200 nó sao không vô tâm đi. Không hả? Ủa vậy là bữa nay chị có bệnh nhất số lúc trước cũng có về nữa. Lúc trước về mà nhờ đâu đâu xui hên lắm xuống dọc được đó. Còn có những lúc đó là anh có chụp hình ba người chim sâu lại không? Không, có chụp. Thấy nhỏ nhậu rồi đâu dám chụp. Rồi lúc đó là chúng có nói với anh rằng là sẽ chấp nhận anh với chim sâu không? Không, vui nữa. Chấp nhận rồi mà vui. Vậy là ông có anh bác lên đây rồi hả? Không, không có lên, ở dưới á. Nhậu. Lúc mà mới đầu tiên mình xuống dưới đó rồi sau kêu ổng ba đó đang ngồi tụt chung luôn đó rồi hỏi với bộ ba chim sâu nó gọi xuống sụp hàng rồi gặp ba rồi mà không hay. Giờ ba nghe nói là ba ruột của chim sâu là đẹp trai lắm đó. Đẹp trai đó, với thằng anh đẹp trai lắm, anh hai đẹp trai lắm. Vậy là đã mình đã có gặp trực tiếp ba ruột của chim sâu và anh ruột của chim sâu luôn rồi. Rồi có bữa bữa Tết trước đó về là phải gặp rồi. Nếu mà ba ruột với anh ruột đã biết cuộc sống của chim sâu gì thì đáng lý ra thì phải về chăm sóc chứ. Vì ổng nói tâm hồn cũng quan tâm mà có con có người nuôi cũng quan tâm mà. Vậy cho ba buồn nhưng buồn ba lắm đó, đi kiếm 2 ngày không ba buồn nhưng buồn ba lắm. Nói chung thì dòng gì cũng cái tình nghĩa cha con thì mình cũng phải về rồi mình phải thăm con tí xíu chứ. Đúng rồi, thì hoành không có xuống luôn. Tờ ba đi xuống dưới, nó đi xuống dưới mà không gặp ba thì gọi sẽ buồn bụng. Là xuống dưới bữa nay là tổng cộng là mấy lần? Đầu 4-5 lần. Cố tình xuống 4-5 lần để tìm ba chim sâu mà còn không gặp. Nghe Lâm nói là xuống dưới nhà đó là ngày chắc là đợi là khi ngủ gục nó luôn phải không Lâm? Có, đợi tới chiều. Ngủ tới chiều luôn. Nằm nó ngủ luôn đó. Trời. Vậy mà vô tâm ha. Dép đâu có không chịu mang vô. Ra đây quậy ba quýnh đó. Lâm ơi, thì liệu ngày mai mình kiếm không gặp như vậy rồi liệu ngày mai mình có tìm nữa không? Chắc không quá. Nghe nói gì vậy mà tại nói mơ hôm nay cũng đi học mơ cũng đi rồi. Đây mới về. Ở nhà của cô 8 hay gì? Cô 7. Cô 7 hả? Ba của chim sâu là giờ đi làm gì anh không? Làm gì đâu trên miên á. Ủa hả? Dạ. Thì cuộc sống của bên ba của nghe nói là bên ba chim sâu là cũng khá hả anh Long? Khá đâu, cũng vậy, không phải khá. Đánh hoài. Thôi mời mình đi cam đi, đi cam kiếm cha luôn đi. Anh em tài trợ qua Campuchia luôn. Đi chim sâu đi. Đi ông đi chim sâu. Không đi ha. Nó đi hai ngày mới mệt rồi đó. Thấy không gặp mặt bà mà thấy buồn. Nó buồn, nó buồn bán. Buồn không chị chim sâu? Chị chim sâu. Chị hỏi kìa, không trả lời. Chị chim sâu, không không gặp ba có buồn không? Hiu đó chứ trong bụng lắc đầu với bụng cũng đau lắm rồi. Mẹ nói là rất là đau lòng, chim sâu nói là rất là đau lòng. Phải không sao? Thôi con vô trong đi giao đây hồi sau quánh con giờ. Đi đi con, vô mà hỏi cho. Đi. Hỏi của ba kìa. Hỏi ba đâu? Đi, vô mà hỏi đi. Đi. Rồi kiếm không gặp ba bà rồi giờ bà tính làm sao? Chim sâu. Chỉ đi kiếm 2 ngày 3-4 ngày luôn không gặp. Mà kiếm gặp ba bà tính sao đây? Có kiếm nữa không? Tránh né, không muốn cho chị kiếm sâu gặp. Đức ngồi đàng hoàng này Đức.
theo như anh nói anh có nghĩ là có khi nào là bác tránh né không? Mình đoán chắc là vậy. Thẳng cái bà cô đó luôn, bà cô bảy chắc cũng không cho gặp mặt luôn. Không, bà biết đó mà bà không có nói. Không muốn cho gặp mặt. Nhìn chung nhiều khi nhìn lại thì thấy bà chim sâu quá tội. Đi trong đi con. Đi chữ không. Gần kiếm 4 năm ngày liên tục. Kiếm mà không gặp buồn chứ gì. Mà qua tính ngày nay tính đỡ mà thôi để về luôn mà chắc người ta không cho mình gặp mặt nó thôi về luôn. Đợi ngày qua đợi tới chiều luôn á, chiều tối luôn á. Ngày qua làm ngủ rồi gắt luôn. Nhưng cái chuyện không thấy luôn. Là mình cố tình mình đợi nhưng mà mình đợi mãi chẳng gặp. Không gặp. Sao mình không xin số điện thoại mình điện thử anh Long? Có xin mà bà cô bác không cho đó. Bà cô bảy không cho. Thôi Long ơi, bây giờ câu chuyện cũng đủ rồi. Bây giờ là có Mạnh Thường Quân cũng có gửi tiền cho hai người để trao tiền. Đây. Nói chung cũng là tiền này cũng là Mạnh Thường Quân cũng thương hai người, giấu tên cho người 1 triệu để xây sở xài. Yeah. 1 triệu là phần của chim sâu. Không tiền luôn kìa. 1 triệu là của Long. Rồi thôi chưa để nói nè. Em quay đừng có đòi. Thôi cảm ơn Mạnh Thường Quân chú tên đi. Ở đây chào đây nè. Đây cũng cảm ơn bà Mạnh Thường Quân chú tên cũng giúp đỡ cho hai vợ chồng. Thì đôi chúng chúc một ngày buổi chiều vui vẻ và bằng ăn càng ngày càng phát tài phát đạt. Đây tôi giữ luôn cho. Hỏi mình có tiền mình để làm gì chứ sao? Không có tiền còn một đống rồi. Đi đây tôi giữ cho. Trả 50 đây. Không, tôi để gì trong kia hết chực. Bỏ đây đi, không mắc đâu. Chồng giữ cho, chứ không có mắc đâu. Giữ cho. Mình bóc ra coi. Cho. Móc ra chồng giữ. Ở trong bóp mình có tiền không? Có tiền hả? Mấy. Mấy còn đâu lấy 1 triệu. Đây đỡ được nữa. Mấy triệu mấy không? Hỏi. Hỏi còn có 400 nó điếm rồi. Móc ra coi, móc ra coi. Móc ra điếm mà giữ phải không chị Kim Châu? Móc ra coi. Móc ra móc điếm coi nhiều. Hay là mắc ở trong kia rồi. Thơm luôn hả? Ha, để trong cái bóp rồi. Mắc trong cái bóp rồi. Như cắt trong cái bóp gì? Để trong cái bóp hay gì? Anh Long ơi, thì sẵn trên clip nè thì mình có lời nào mình nhắn nhủ với người ba ruột của chim sâu và anh ruột chim sâu anh? Không có được, không có gì lời mà nhắn đâu. Có chim sâu kìa. Chim sâu nhắn thôi chứ đây mình làm một rễ sao biết được. Rễ. Gãy luôn nha. Gãy gì nè, gãy gì? Gãy lục bình hay là gãy điện điện? Gãy điện điện hay gì? Gãy điện điện. Gãy lục bình. Chứ thôi, mình có tiền nè, rồi chiều nay mình đi bao cho mấy anh YouTube ăn phở được không? Không, được trời. Có không đó nha, có thì thôi. Thôi đừng có tin lời chưa sâu nha cả nhà. Trả tiền nha. Bữa trước rủ mình đi uống cà phê sữa hết bữa, mình tốn hết 100 ngàn nha cả nhà. Bữa nay cả nhà đừng tin nha. Đi chim sâu gạch đầu chứ không phải gạch đầu luôn nha. Bắt chơi bắt bẻ hay lắm. Sao bẻ kèo hay lắm. Chim sâu rủ chứ cuối cùng là mấy anh em YouTube chặt. Thêm đông chưa? Đi mấy ngày liên tục rồi mệt rồi đó. Cười liền á. Có máu vô rồi, có máu vô ra cười. Trời, dạ lấy tay đi. Dữ dằn chưa. Trời ơi, cười liền. Thôi. Thấy như chung là thấy vậy là hạnh phúc rồi đó, chim sâu hạnh phúc rồi đó. Thì gặp được chim sâu, gặp được anh Long thì cũng là một điều rất là tốt trong cuộc sống này của chim sâu nha cả nhà. Nếu không bây giờ cũng không biết chim sâu đang nói chung ai nói gì thì nói hả anh Long, miễn sao vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Đúng rồi. Mình cứ bỏ ngoài tai những cái lời thị phi đi.
nó miễn sao là hai vợ chồng vui vẻ hàng ngày, ngày qua ngày nào hay ngày đó đi. Cay ơi. Bậy. Dạo này là thấy mẹ chồng khen rồi đó nha, nói là chim sâu có sự phát triển rồi đó, tiến triển tốt rồi đó. Chỉ còn có con cái là ngủ hay chưa? Chưa. Mất bức sớm chút nha. Ghé phát huy đi sao? Phát huy nha. Đó, ông bà cô chú vẫn còn thương lắm. Trời ơi. Ngủ nè. À chim sâu, mình có ngáp á, mình lấy tay mình che lại chút. Đâu, che lại coi, ngáp mà che lại. Ừ, vậy đó. Giờ mình cho lịch sự chút. Đó ngày đá 73 đá 73. Nhỏ. Vậy đây quay đó. Đấy, vẫn hoài. Lớn rồi. Thì hôm nay là ngày thứ tư chim sâu và anh Long đi tìm cha của chim sâu, nhưng mà hôm nay là không có nữa cô chú anh chị. Thì hai vợ chồng chắc quyết định là sẽ không đi tìm nữa, tại vì 4 ngày rồi. Khi nào mà cha có nhớ chim sâu thì lại đây, thì chim sâu vẫn ở đây, không đi đâu hết. Còn có một cái đi gặp mẹ nữa thôi, mẹ nếu mà nó còn rớt nó được thì được, đỡ được chút. Rồi hiện tại là mình còn biết cái thông tin là người mẹ gục chim sâu đang ở đâu anh Long? Nghe nói ở trên luôn cái tiệm chánh á. Ừ. Ừ. Cũng ở gần ở đây ha. Tâm thất tiền đi đường thường lại thẳng lên quầy. Nói chung là anh Long cũng muốn cố gắng để tìm ha, tìm cha tìm mẹ cho chim sâu. Tìm cha tìm mẹ cho đủ đủ đầy ha. Đủ đầy. Ừ. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn chứ. Hội tụ cái mấy ông giờ. Hôm nay là anh Long là thấy là nói thấy là ok nhất luôn á. Đó. Giờ là thấy chăm sóc cho chim sâu rất là nhiệt tình ha. Quý vị. Trước đây thì chim sâu bị bệnh nhưng mà sau này bệnh cũng đã thuyên giảm rồi. Bây giờ anh Long lại tiếp tục nghĩ đến việc là tìm kiếm mẹ. Gia đình cho chim sâu. Thì cũng rất là nãy anh Long đã vượt qua được rất là nhiều trong gai thử thách trong cuộc sống này nha cô chú anh chị. Vượt lên rất là nhiều sự đàm tiếu của bà con để đạp lên dư luận đó. Cho chim sâu đạp lên dư luận mà sống đó là cố gắng là và tình cảm của chim sâu đã giúp cho anh Long cũng như vượt qua mọi cái thị phi để mà cho hai vợ chồng không thể nào mà rời xa nhau được. Đó. Chim sâu kiếp trước cũng chắc cũng có tích được nhiều công đức ha. Thì kiếp này tuy là sinh ra thì bị bệnh nhưng mà gặp được một cái người đúng là chân ái của đời mình ha. Lúc trước thì được gặp ba gì thì gặp ba nó vui lắm. Rồi để đáp lại tấm chân tình của chồng hôn chồng miếng đi. Chứ sao? Hôn Long miếng này kìa. Chu cái mỏ hôn coi. Trái bổng coi. Đó, chu mỏ hôn cái coi. Chắc gì. Hôn đi anh Long, đưa vô sát vô. Đưa vô đây, ba cảm một cái là dính cái môi luôn nè. Nhưng sau có cái sống mũi rất cao luôn nha cả nhà. Rồi, thấy hạnh phúc chưa? Không kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Hạnh phúc lắm á, thấy không? Đầu ăn cái đống này. Hùng rồi cũng cực cũng câu tay kìa thấy không? Đó. 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 Sao không gọi giơ tay chứ vậy? Đó nữa. Ờ, nữa, cái mỏ nữa kìa, cái mỏ nữa. Cô môi. Trời ơi, thấy mà làm mất thèm. Thấy làm mất thèm trời. Được. Có ông nào cho tôi hùng cá cái không? Nó còn bên nữa, còn bên nữa kìa. Còn bên đó rồi, ba chị còn bên đó đó. Quá hạnh phúc. Ôi, được rồi. Sau khi nè nó để tối đi. Sao tối đi. Để dành đi. Cái này khó quá bỏ qua. Để dành đi. Tối qua đi dành đi. Bỏ qua đi. Mình thấy hạnh phúc quá trời luôn. Sau khi những ngày mà lùm xùm thì bây giờ gia đình của anh Long cũng là Sinh Phụng thì cũng đã ổn định luôn cái này. Ổn định là cái lợi. Ổn định rồi. Đâu vào đó hết rồi. Đâu vào đó rồi. Tạm thời thôi, chưa Long. Chưa ổn định đâu, chưa ổn định chắc độ, mới tạm thời rồi. Còn vấn đề gì nữa hết không? Chưa đâu. Đó, bây giờ đem kem ra cho mẹ ăn hả vậy? Đem kem ra cho gì hả? Đâu rồi. Đâu rồi. Kem. Đó, đây á, đủ bộ luôn nè cả nhà. Đúng rồi, đúng một gia đình luôn. Gia đình Le Boy. Bình thường Đức kêu chim sâu bằng gì? Dì Phụng mà. Dì Phụng hả? Thôi, 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 thương chim sâu rất là thương. Bởi vì khi có nụ hôn rất là nhiều. Thôi, của nó, của nó. Con không? Hôm nay con có đi học chơi Đức? Đi học rồi, mà nghỉ rồi. Mà nghỉ lễ rồi.
thôi được, 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 để cho nó ăn, đến nó ăn. Chắc chim sâu cũng thấy thèm con nhỏ hay gì đây đây. Có thèm không? Đây. Có thèm không hay hay là khui ra cho đứa bé Đức. Hay là khui ra cho bé Đức ăn. Thôi để cho Đức. Thả ra. Thôi. Nó ăn thì thả ra cũng bỏ lum nữa. Ấy. Quậy quá Đức. Bé Đức này nó lớn lên đẹp trai lắm hả ta? Con cha ơi cho mày. Con cha ha. Quậy giống, luôn. Giống cha đẹp trai ha chim sâu. Quậy mà lì nữa. Trời ơi. Nhỏ hung mà đánh nhỏ hoài. Nhỏ hương mà. Hình như cái bản tánh của chú sâu là gì ha? Khi quen hồi con. Chứ quý vị đừng có trách cái chú sâu nó quý vị. Cái bản tánh họ ra chạy luôn. Người bình thường là em để ý ha, là khi nào mà quen thân á cho quấn nó thăng rồi là mới động tay động chân thôi, còn mà lạ lạ là không không dám. Anh để mình ăn quen. Ta giúp cho ăn miếng ta ăn vui. Đẩy đâu đẩy. Sợ không có đụng cái miệng vô nha, lấy cái đó giúp ra phần nhỏ đi ăn. Nội kêu kìa. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Rồi, cho ông kêu nội kìa. Nội kêu kìa. Tâm đi con. Vô đi, vô đi con, vô bà nội đi con. Vô bà nội đi. Vô bà nội kìa. Vô bà nội đi. Vô bà nội đi con. Cho bà nội đi chút ra không. Chơi con, nguyên con. Điều nội kêu nội cầm cây. Điều nội cầm cây. Điều nội đưa điện thoại cho nè. Đó, đi con. Đi chơi, đi chơi. Đi chơi, vô. Chơi từ té nha con. Chơi một loại ha. Thôi, hôm nay là thấy chim sâu đã tỉnh táo hơn những ngày trước rất là nhiều nha cả nhà. Sức khỏe thì mình thấy là tươi tắn hơn. Một chuyện dồn vô một chuyện, chim sâu không buồn chứ được. Chuyện này chuyện kia dùm lum hết trơn. Mới tạm tạm bắt đầu tới tìm cha. Thì mẹ theo như mình anh nghĩ đó là một ngày đó liệu cha mẹ chỉ rồi xong rồi thế không là trời bất thế không cứ đi chở cho thôi thế không cứ đi chở cho đi chở đi đi đâu đi đâu cũng mới kì đi đâu cũng mới kì cưng con chưa biết chắc ở đâu đâu đó nghe đi tìm sư khơ chừng nào mà cái chắc ở đâu ở đó đi không biết được. Đúng rồi, thì nếu mình chắc ăn đi cho mình tìm mẹ mình luôn. Đó. Để cho anh Long đi thám thính còn sao coi có đúng không? Rồi mình tìm. Chứ nhiều khi mình đi mất công lắm. Thế là khô á. Mà tóm lại bây giờ từ từ đi. Tìm mai chứ cho mẹ. Ôi mẹ không được đâu, để từ từ anh biết rồi mà để từ anh cứ bắn ăn bữa đi là anh điều tra cho. Có biết nguồn gốc của mẹ chim sâu luôn. Nhưng bây giờ có thông tin rồi đó, bây giờ cha thì tránh né rồi giờ mẹ thôi, không biết mẹ như thế nào. Thôi, ngày mai đi, ngày mai cha tránh né thì ngờ mẹ thôi. Nếu mà mẹ còn vớt được chim sâu thì cũng mừng cho nó, cũng mừng cho chim sâu. Cái anh đi ra mà, cái anh đi. Ơi, chú Phụng. Bất bẻ ha. Bất bẻ là kêu Phụng chứ không được kêu chim sâu phải không? Không, kêu Phụng đòi kêu em mới chịu. Kêu em ơi. Em yêu ra. Em ơi coi. Em ơi coi. Kêu em yêu. Rồi xây vô không gì chị, xây vô mặt tư không vậy? Đi sao mới nhìn mỗi giống chim sâu hệt chứ? Thôi hai người này giống cái lời thi thợ giống cái lời thi hả? Cứ sâu mỏ nhau không kịp đâu. Chim ta có mỏ dài lắm mà chim gì đâu mỏ cục nghỉnh nè. Mỗi cục là cái này thi mỗi cái tà đầu chứ mỗi hoài. Thì cũng hy vọng là hành trình tìm lại mẹ của chim sâu sẽ gặp nhiều cái điều thuận lợi nha cả nhà. Còn mong thì mẹ sẽ đón nhận chim sâu sau bao năm là xa cách đó. Nữa làm hoài luôn hả? Thôi dù gì thì cũng là người sinh chim sâu ra mình sinh con ra, hy vọng là sẽ như vậy. Dòng chỉ mong cho coi chim sâu có cha có mẹ. Đó rồi. Thì lúc trước bỏ giờ tìm về, tìm lại. Bây giờ mình đang tìm nè, đang cố gắng nè. Anh Long làm mọi cách để cho chim sâu có được những niềm vui trong cuộc sống nha cả nhà. Ba thì chắc ăn rồi chắc cũng hơi có hơi một ngày gặp mà không biết ngày nào thôi. À, vậy là lúc đó là mình gặp ba và ảnh. Ấy dạ. Ôi. Không nổi thiệt chứ. Theo Long nè, cái như cái trường hợp mà như hồi chưa đó, trường hợp như vậy không gặp gì đó là theo cái phần gì của bên cha của chim sâu hay là phần bên ai? Chim sâu, các bạn câu nữa đó. Gì?
sợ bà cô đó bà biết, nhưng mà bà không cho, không cho gặp mặt không, kêu ổng gánh mặt gì thôi. Chứ sẽ có một ngày, sẽ có một ngày gặp, gặp cái anh hai luôn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà mình đã có biết cái nguyên nhân vì sao mà ba ruột chim sâu lánh mặt chim sâu không anh Long? Không có sao cho mà sợ, trong gia đình mà không biết, trong gia đình của bên ba chim sâu quá, không biết sao cho chim sâu gặp mặt mình không biết được. Vì mà bữa Tết thì rồi là gặp rồi đó. Vì Tết có gặp rồi ha. Gặp rồi, gặp anh hai luôn, anh hai có vợ luôn nữa. Giờ ảnh đẹp trai dữ dằn lắm. Đúng không? Không đúng. Dạ. Số quật rồi. Nếu mà là đã về rồi mình. Anh Long đẹp trai hả? Anh hai đẹp trai không? Số quật rồi, anh hai đẹp trai thôi. Mỗi quài. Chị chưa cái mỗi quài. Tới công chuyện. Phép của mỗi trẻ vô chú hoài. Các bạn coi. A. A. E. Ơ. Đa. E. Hò. E. Hò ơi. Hò cây. Hò cây. Chim kêu giữ ngủ biết nhà má đâu. Hò cây. Đáng mình có tiền rồi mình vui sướng mình hò cái coi cho nó vui cái chim sâu. Thương anh Long không? Thương lắm. Anh Long là quyết định là thôi mà được chơi với chim sâu. Cứ hoài. Bởi vì chị chim sâu có người chồng rất là xứng đáng không? Rồi đi tìm cha rồi chiều giờ về có ăn cơm gì chưa? Ăn chưa. Rồi tắm rửa gì chưa chim sâu? Chưa nữa ha. Chút xíu rồi, chút xíu tắm đi. Tắm. Tắm rồi ra ăn cơm. Tắm đi. Ra ăn cơm với gia đình. Dạo này chim sâu có ăn cơm nhà không anh Long? Hay là ông này cũng không thấy ăn gì hết. Cái ăn ấy mà mua cơm ngoài đem vô về nhà ăn đó không cho ăn. Ăn cho nó thuốc vô. Như tùy hứng ha, muốn ăn giờ nào ăn giờ đó phải không? Tùy hứng rồi chứ không có. Ngoài ăn. Vậy bữa nãy mua cơm mới có ăn không anh? Ăn đâu còn kinh cơm. Trời ơi, không ăn đi trời. Ôi, cái gì đâu mà hoài cũng nhiêu. Đó, ít ăn đâu. Phim nè. Đâu có ngày cà chữ hoài. Làm như bà là như đây thằng chữ kìa sao. Rớt ơi nè. Như vậy, như là chim sâu bút dịch cái gì. Không, là... không có đâu. Ừ, 1 triệu. Bây giờ nè, người chịu bây giờ nói với con bạn nè. Mình đưa lại Long, đưa lại cho chim sâu 1 triệu đi. Ừ. Đưa đây cho cầm đi. Đó, cho vui đi. Đấy nãy giờ buồn là biết buồn vụ gì chắc vụ này quá, vụ chuyện này quá. Đúng rồi. Đó. Vui đi. Sao vui đúng rồi. Tại hàng chi, hàng chi bở gì. Ý là bả đó giờ là không chia cho bả. Là buồn. Bở mình nắm tâm lý liền là có tiền cho mình là vui liền. Nó vui chưa? Tại tại chưa. Vậy chứ nãy giờ buồn. Đúng rồi quên. Bị gì đây chia được đây 1 triệu, đây 1 triệu mà anh làm đến hết là buồn phải không? Ừ, đấy. Đang quay chợ đi. Nhà ba nên không có. Cứ lên hết đâu được. Chịu tôi. Không có nhìn được. Tiền ngay đấy xài. Đó, chị giữ chịu. Chị không chịu có gì đâu. Chịu đăng quang. Đây tôi tạm giữ cho bà thôi á. Chị giữ á. Không có. Mình cầm gì? Cho đỡ rồi luôn hả? Hả? Cắn nó mỏi vậy. Trời ơi. Này cái chim bé nó ra ở chim lửa sao vậy? Làm gì? Chi tiền cái mặt nó vui liền ha. Này đang nhử mồi nè. giống như cá lê hê mà chuẩn bị trâu mỏ á. Giống luôn á, nhấp nha. Nhấn nhử nha. Thương không? Không. Không thương chà. Không thương. Thương không? Không. Thương không? Không. Ủa hỏi chồng kìa, hỏi đây chị. Hỏi chồng kìa. Thôi gỡ hả? Ngủ sớm giờ ông đã thôi sao đồ ngủ hoài chà. Ngủ đâu? Sớm giờ đi xìa đây không giống ngủ khì không? Mới nãy là có người nào mà cặp cổ của Long đó là người đó như thế nào mà chim sâu làm dữ tợn nãy ta
đứa nó quýnh như đó tao quýnh mình không à. Đó chắc người mới hay gì sao đâu. Đứa nó quýnh nó quýnh mình không à. Ủa người đó là người nào ta? Vậy nhỏ về nhau là như sao? Đó là sớm tập sâu mà. Cổ giá. Thôi. Buồn ra bảo sợ quá tính định lỡ rồi. Sao rồi nè. Mặt trên sau nhìn gian quá nghe anh Long, đừng buông nghe anh Long. Buông ra. Không. Không. Nó là cười. Hạnh phúc quá ha, vui ha. Có chồng không cần. Nó đã nói rồi chưa? Che lại, che lại. Che lại. Đã nói rồi rồi. Mỗi lần bà thấy bà nhám lòng phải khép bà lại. Thấy lại mà. Ừ. Có để bà hả rồi, có khi bà rớt ra bà lớn. Cá nó vô nữa. Gió vô ra bụng. Khép lại, được rồi, khép lại, quay. Thôi bây giờ bữa nay, chiều nay làm bản cho nó vui coi chung sau. Làm nó một con hòn á. Sao chắc không biết ca rồi. Bây giờ là hòn hay lắm đó. Trời ơi. Giờ bà hò một câu hết hòn hết nhé. Hò câu ơi, hòn câu cho khán giả xem đi. Một hòn là nổi tiếng luôn á. Được một vị mạnh thường quân giấu tên mới tặng cho 1 triệu và hò cho người ta nghe đi. Hò đi. Không chừng hò mai có nữa đó. Ừ, có sữa nữa sao? Ừ, có sữa nữa sao? Ừ, có đùi gà nữa rồi, chi? Có đùi gà. Đùi gà làm như có. Ngô. Ừ. Thích ăn đùi gà hả? Đùi gà phải không? Ngày mai mua xuống. Mua xuống không ăn ha. Quýt bỏ. Không gà nước cầm có ơi. Đáng ra ngày nay mua nó tại điện không được đó. Không, hiện tại điện không được, không biết ở đâu mua nó. Nãy điện ở dưới chim sâu là tưởng đâu là chim sâu ở nhà, gọi điện được là không mua. Không mua xuống sao đi đâu không biết. Ông hiện tại ở đây là không có đùi gà, có đùi voi được không? Đùi gà ăn được không? Ăn đùi gà nướng mới chịu nha. Yeah. Ăn gà cơm gà sống mỡ không? Ăn không? Mai mua cho nè. Mai mình đi Bến Tre đó. Ừ quên nữa. Mốt quên qua mua cho ha. Thế mai chim sâu đợi. Chim sâu không ăn uống gì cho chim sâu đợi tới chiều luôn tối luôn nha. Mai đi Bến Tre. Wow. Chị hôm sau em qua 2 ngày là em đợi chị tới chiều luôn đó. Không ăn ngày mai. Ngày mai chứ anh này mua nè, ngày mốt em qua mua cho. Con cò. Cò làm gì có cúc không à? Ừ đúng rồi, con cúc chứ đâu có cò. Cúc không à? Ừ, cúc, không có cò. Con tên là ngày mai là ăn cái gì? Mỡ. Cái gì mỡ? Mỡ. Ăn cái nạch đó, ăn cái gì? Chim sâu bữa nay nè, với cái lần đầu tiên mà gặp chim sâu là khác nhau 180 độ luôn nha cả nhà. Lần đầu tiên mình gặp chim sâu là chim sâu hoàn toàn khác luôn nha. Mà bây giờ là hoàn toàn khác. Hồi trước là không được giống gì đâu nha cả nhà. Đúng rồi, lúc này chim trước còn đi lang bang này kia. Giờ là gọn gàng, nói chung là sạch sẽ rồi, vui vẻ rồi, sức khỏe nữa nha cả nhà. Làm đúng với chồng. Chim sâu xuống dưới hồi trưa là kể là cái sự mà ngủ ở cái chòi mà cái thương. Anh ơi, quay, ngủ cái chòi ở bên... Ngày xưa đó ha. Cái chòi ở nhà của cô Bảy. Bây giờ nó mới xong. Mới xong rồi, có cái chòi. Chim sâu cũ nha. Rồi em xong. Thôi quay. Thôi, đồ ăn cái gì rồi, cái một đồ ăn cái này cái kia quạt. Ăn cái này đó, ăn cái gì? Đừng có không ăn gì luôn, nghỉ ăn luôn. Thôi quay. Thôi quay ha. Không có. Thôi quay. Không có. Có gà quay không à? Ờ đúng rồi. Quay dịch quay. Đây. Cái này có lá cây quay được không? Kìa, kìa. Quay. Kìa nghe gì trong kia chưa gửi chén kìa. Heo quay. Quay. Không ăn nữa. Ừ. Rồi, bà nội kêu vô vì con ra đây hoài. Gì nữa? À, đứt gà nữa ngồi chung với đây. Cha mẹ ha. Chả gì phụng, gì phụng, chả gì phụng nha, cha mẹ. Con ngủ ơi, siêu quậy đó nha. Hết ngủ hết vậy mà còn ngủ nữa. Bé Đức, chào gì cái giả hả bé Đức? Chào kiếm chị vậy? Ờ. Con câu ơi. Đấy à, bậy à, bậy à. Nè nè bé Đức, hổm là có cô Lan Anh gửi cho con chiếc xe đạp nữa này, con cảm ơn bà cô Lan Anh. Đó đi, rồi. Đó đi, cảm ơn đấy. Cảm ơn đi con. Hổm con chưa cảm ơn đó. Cảm ơn đi. Cảm ơn cô Lan Anh. Cảm ơn bà cô Lan Anh.
hơi giống giống chim sâu vô này à ta, khoáng hung hung nè. Rồi thử đang mấy đứa đi chậm đi rồi nè, rồi chậm đi rồi đi vô đứa rồi. Đứa này coi một cái vụ hung hung với giống chim sâu hay ta. Vô nè đi, đừng đứt sắp cái giường bây giờ. Đừng nhảy con sập giường à. Sập giường đó con. Hôm mà nội ai quấn ai đứt. Đức hả? Hôm mà nội quấn ai à? Hả? Nội quấn ai mà con làm gì nữa?